Bông xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh U Minh Quê Tôi nha. Chào cả nhà. Rồi, buổi sáng hôm nay thì hai chồng có đi chợ mua đồ ăn, cũng thấy được mớ cá nâu xong đó cả nhà. Thì cô chú đặt vớn đặt gió cái dính được mớ. Cái cá này thì nó gôi chừng 3-4 ngón tay à, cũng vừa ăn, chứ nó không có bự lắm. Cả như con đó là im ha, có mấy con hay nhỏ hơn. Đây là nguyên gỗ luôn, thì tầm 1 kg cả nhà, cá tròn tròn không à. Con này cũng muốn nu nè. Cá đó là tại nó chết nãy giờ. Nó có nhiều đốm quá ha. Con đó đốm vàng, đốm đen. Cái nào này nhỏ mà nó mở hết đi. Cái bụng nó mở. Cá nâu này thì ở chợ mấy cô chú không có nhiều nên mấy cô chú bán cũng rẻ, có 60.000 1 kg cả nhà. Mỗi chỗ thì 8 con nha. Mà này uống nó không có dẹp không nha. Mà nó nhẹ nữa, 1 kg hay mấy chục con luôn, đâu 30 con gì lận. Nó nhẹ hiệu trời. Nó dẹp đó em, thịt nó có ít thịt à. Chào cả nhà. Đổ ít thịt vô mình đi. Dạ. Dạ, gọt ít khoai đi mà. Con nó lụm vào cái sỏi trong cát. Thái lụm đó. Con dọc bữa đó tới nay còn nữa. Thái con này con kia nữa. Chắc thì ít gà mờ ôm. Chào cả nhà. Gà mờ ôm bữa nay. Gọt khoai Ba Lan lên ha. Gọt khoai khoai tím, khoai mỡ. Bữa nay nấu món gì đây? Nay nấu món gì ăn cơm trưa đây? Mình nấu mình có tiêu. Tức là nấu canh phê mỡ với thịt với tôm. Tôm giấu rồi. Tôm thì chắc cái ít con à, ít con với thịt à. Mình đầm chung với thịt á, nấu cho nó ngọt nước. Mình nấu canh tôm vậy đó chứ nó cũng ngọt nước ngon. Cái canh phê mỡ này nấu với tép mà tép gông á. Trời nó ngon, nó ngọt. Nước phèn trong đây nó chảy ra ngay chân chỗ mình nè, rồi phèn dữ lắm. Phèn quá đâu có cá nữa. Dở lên chứ để cá đi hết rồi. Cha nó dở mà lu bu không dở đi nó đóng rồi giặt đã luôn. Bữa đó dính cua luôn chứ. Phải phơi nắng rồi mới giặt lại được. Chứ nó đóng dữ lắm luôn à. Đây thì sáng Nga mua thêm mấy củ khoai lang cả nhà, nấu chung với khoai mỡ. Khoai lang ngọt nha, mà nó không có là nước cũng mảnh. Khoai lang này sao nó màu cam ta? Ngộ chứ. Tính đâu khoai lang tím hay không phải. Vậy hả? Có 15 000 ở chỗ công viên á. Lát về còn á. Đậu đâu vậy? Ở chỗ công viên á, đậu tới chiều luôn. Xe tải bán nguyên xe tải mà. Nguyên xe tải nó bán đồ rẻ. Cái này luộc có cái này luộc ăn. Này mình nấu ăn hồi thứ ngon không? Ngon là mua 1 kg mình luộc á. Hồi nãy có bắp nếp nữa, 10 trái 20.000. Mà sợ mua ăn nó hơi bị lạ. Không, 10 trái 20.000 mới biết. Nó lựa cái trái bự á, lột rồi còn mấy trái kia nhỏ không à. Cái đó mình đẩy ra mình xào với con guốc không? Chiêu trò buôn bán. Mình thấy mấy trái kia chưa lột vỏ mà còn nhỏ. Cá nâu này tính tổng cộng cá nâu này có 50-60 ngàn mà một gỗ luôn ha. Dưa leo thứ tư nhận nhà chồng đó không? Bởi vì nó trái bự dữ. Mà non mà cũng ngọt, có biết cái này. Trái này con nhỏ năm trước chú Tư trái bự vậy luôn nè, như trái bí đao vậy. Dạ ham không gài giờ mẹ chưa trồng được. Chú Tư đi trồng nó tránh cũng nhiều quá. Cà đủ thứ chưa? Đủ. Cá nâu nhỏ này thì nó ít độ béo cả nhà, nên mình kho tiêu nó sẽ ngon hơn. Còn mà cá nâu hơi bự hơn mà nó có cái độ béo nhiều của mình kho trái giác, kho giác hoặc là kho lạc nó sẽ ngon hơn. Cái nó mập nè, cái bụng mở không. Cá nâu gì chứ sạch lắm, cái bụng sạch. Dạ. Ít ăn tà bụng mở. Kiểu như nó đi ăn là nó dưới nước là đi kiểu dẹp á. Đi kiểu nghiêng chứ nó không có lội thẳng nữa. Bởi vậy mà mò là mình phải đè xuống, mình gặp nó mình đè xuống là nó nằm ngang qua luôn rồi, nó không có dãy nữa. Còn ai không biết mà hốt là dính gai liền. Gai nó cứng nhắc không mua gì, gai cá chốt. Nước lội trên sông Lừng gai cứng lắm. Tấm nạp chiên với bữa mình bữa mình kiếm không có mẹ. Chiên thái lát là chiên không á mẹ. Chiên ngon lắm. Bán cũng nhiều lắm á. Bữa chiên mà đám đó mà không ai biết khoai lang hết trơn, nước khoai mì. Nước khoai mì luôn. Nước khoai lang. Củ khoai nó tím hết biết hay mà. Ừ, tím. Bữa hôm chế kiếm khoai tím này đang làm bánh, chiên bánh ăn mà không có. Hôm qua bán nguyên một xe luôn. Dùng trên chở xuống hết vậy á, đi bằng xe tải. Ở đây mình có kiếm. Hôm qua khoai mỡ này thì đằng Cổng Chào. Còn bữa nay khoai lang thì bán cái xe ở đằng công viên á. Chiều tới về còn để ra ưa để chỉnh xe tải bự ra. Dạ. Chỗ đầu. Cái khoai lang mà mình để lâu được nè, tại vì để chồng cát mà mẹ khô gan à. Chi cát còn cũ. Nhầm dùng nó kiểu như đất cát nữa đó. Rồi nhầm dùng mình ta trồng có cái loại cát luôn. Trồng xuống cát. Đợt hổm mẹ với bột đi lâu rồi, nói đợt hổm cũng 7 năm, 8 năm. Cũng nhanh dữ ha. Nhanh dữ quá. Vậy là nhanh dữ chưa? Nhanh dữ rồi đó. Nói đợt hổm nghe cũng bao dữ, nói 7-8 năm. Tưởng đâu mấy bữa trước. Đi mà ngày bà đi Châu Đốc mà đi bằng xe con đó bột. Dạ. Trời ta trồng đậu đậu thứ ham. 7 năm gì? Hơn chục năm rồi. Mới đi nghĩa vụ gì tới giờ? Không, chưa, lúc đó chưa đi nghĩa vụ nữa. Chưa hả? Rồi lúc đó còn đi học lớp 11, 12 rồi, là đi chung với Dưỡng Hai chạy xe 50 đi. Chạy xe 50 đi tới Châu Đốc cho anh. Chạy tính đâu là dọc đường giờ khỏi về luôn, gớt từ bánh ra rồi. Chạy đi quận đi thì lên tới đó nó có cái dốc xuống không à, quận về cái chạy ngược lên. Chạy số 2, số 3 không à, mà chạy lên không nổi nữa. Chặt đó về kia hết biết. Đi mà về trong ngày nữa chứ không phải mà đi về ở đêm đâu. Mà lúc trước đi một lần đó là tới 6-7 tiếng lận. Chứ không phải như bây giờ mà nhanh đâu. Cô chú kìa, bốc chở ba cô chú. Giỡn quá ta. Con lấy thẻ, con được mua, con được đổi cái này nữa. Đổi cái gì? Không có đổi đâu à nghe. Có nè. Có nghe. Đổi được cái quạt. Đổi tủ lạnh cũng được. Đổi tủ lạnh luôn đi. Vậy đổi cái quạt ha. Dạ. Củ khoai đó nhìn thì thấy đẹp đó mà không biết ăn làm sao nha. Tím này. Thuốc uống sữa không có uống loại một. Uống hết sữa này cái uống tới sữa khác rồi. Không muốn uống sữa một. Nay thì mình sẽ làm cái bữa cơm đơn giản rồi ăn cơm. Chiều nay thì Bồm với Nga sẽ về An Giang. Mấy bữa nay cũng dọn dẹp rồi cũng vòng vòng nhà, cũng chưa có làm gì được hết. Nước cá, tỏi với củ hành. Ồ, đầy chảo luôn. Hôm nay ăn cho đã cái nâu một bữa. Ăn cá bự thì ăn ít, ăn cá nhỏ ăn nhiều. Khoai này muối cá mới. Ở vùng mình ở đây thì cá nâu nó ở ngoài sông nó không có được bự lắm, ra ngoài phía biển thì nó hơi trọng trọng, chỉ có cá nâu vuông hoặc là cá nâu dùng ở 5 căn cái nước dưới á bự nè nó mới bự. Mình ở đây ăn cá bà lớn đó thôi à, chứ không có thấy bự nữa đâu. Bự là lâu lâu có dùng dưới chuyển về. Lớn này ăn đỡ ghiền. Với lâu lâu mình cũng bắt với xong được con cũng bự cũng có nữa, mà đều hiếm lắm. Lâu được con 2 con rồi chứ không được nhiều như vậy đó đâu. Nước mình ở đây do phèn quá phèn rồi nó đẩy ra biển, ở ngoài phía biển cái này phèn luôn mẹ. Ở trong trường cái cống ra biển á. Bữa đó đi ngang đó quá phèn. Giờ nước hổm rồi đã đỡ thôi, bữa nay phèn nữa. Trong này cũng phèn. Mưa quá làm như nó ngập quá cái trong rừng phóng ra trong ba cái tràn. Khổ, này nấu nồi canh bự dữ à. Cũng tím cũng đều quá đó, nó cũng ra. Cái củ đó nó trắng chứ ở trong nó cũng tím luôn á. Tím cũng đẹp. Để đi có này có đi. Cái này có kia hả? Dạ. Này để cho nó hánh xíu không con. Cũng màu chín. Cái nào màu chín. Cá nâu thì thường làm cái món trái giác, nó là đặc sản rồi, giờ thành đặc sản rồi. Nó đâu có chiên gì đâu ngon đó ha. Nó kho mới ngon. Kho mới ngon thôi chứ chiên. Nấu canh chua. Nói chung chiên thì cũng được nhưng mà nó sẽ không ngon bằng. Còn không thôi là cá bự mình sẽ nướng mọi nè. Mình để nguyên vậy đó mình nướng luôn. Cá nâu hồi trước nó rẻ ghê, mấy chục ngàn ký, cá bự luôn á. Còn những năm trở lại đây nè, cái nó vô nhà hàng được á, cái nó thành đặc sản, nó mắc lên. Mấy cái món hồi xưa mình ăn nhiều là giờ thành đặc sản hết trơn. Lúc trước vô nó đóng cống nhiều quá thì nó bò vô nhà hàng không được, nó lội vô nhà hàng không được. Còn mấy năm nay có xả cống rồi nó lội vô được rồi, nó mắc. Ồ, có màu đó mới tím dữ, cái đầu đó. Cái đầu đó tím dữ. Nóng hồi là tím dữ rồi. Mình đạp ít thôi. Nó còn nước mình trang để mình làm nhiều quá cái nó không còn. Này mình đặt con chào và cô chú. Đặt cái gì quá nó lạnh quá. Tại có Nga mới biết ăn như khoai lang bỏ vô nè, cho vô canh nè. Không, tại nấu ít lắm. Ở chỗ anh ba em là phải nấu canh này với khoai lang với tép. Mà nấu phải sệt nha. Nhiều người cho nhầm chỗ hết ăn sệt, nhiều người hết ăn lỏng. Mà sệt mình nấu rồi mình đem rang liền á, chứ mình để chút xíu là nó đặc tính luôn à. Mà mình bầm xíu đi, hồi nó cũng sệt à. Này nó dễ sệt lắm, tại nó có một khoai củ gã ra là nó sệt liền. Với lại cái này mình quậy mình lấy hồi nó cũng ra nó cũng bể nè. Trong ruột nó bị. Thôi đi ra có này với em nè. Đây thì mình nấu thêm ít thịt với tôm này để mình làm nước ngọt đây cả nhà. Thanh long hả? Thanh long. Thanh long. Thanh long một tím. Thanh long rồi. Cá này mập hết biết rồi. Lột tay như thế này nó. Cái con cá chắc nó nhát nữa. Cho nó nước ấm, cái nước đường nó. Cá đó nó thành chua cũng ngon. Cá đó kêu cá trắng đó. Cái này cũng màu trắng rồi. Cái này đâm cái gì mà nó chín rồi đó. Chiên nước chiên. Nó tương tự như con cá biển. Nước mình nóng lên cái cho ít thịt đầm với tôm đầm vô. Ớt gia vị vô đó có tiêu có tỏi nghe thơm. Hai nào màu nó cũng đẹp chứ. Nổi cà can, màu cam chứ không phải màu cam. Cha với nước thịt này chết với nước xuống bỏ hả? Kiểu như nó từ từ lên. Tại cái con cá nâu này nó ít dính nước mặn. Da nó nhám. Nó ăn kiểu da trên trên nó dính. Chỉ cho cái khoai mình đập vô trong nước. Cái này mình ít đường. Thích thật hả? Mỹ quá. Có thêm củ khoai lang nữa lên màu đẹp luôn ha. Màu vàng dễ luôn. Người cá nó sợ là cho tất mũ luôn. Cá này chỗ cá này cũng đầy đủ quá nè. Mình lái chút mình nào càng ăn mình hay chơi vô. Để trên bếp cho nó liu riu một xíu nữa đi. Cái nó sệt cái nước xíu luôn. Vừa ăn rồi đó. Có tiêu, có khô luôn. Này có canh. Ngon ha. Bụng kêu ọt ọt rồi đó. Mình bướng con đi. Bỏ miệng anh đi. Thôi ăn miếng thịt mỡ đã đi. tiêu. Để canh cứ chờ cái góc hành lá với ngò ôm vô. Mai mỏ thì mình sẽ niêm bằng ngò ôm nó mới thơm nha cả nhà. Đến ngò ôm vô nó thơm. Này thì cũng tùy thích thôi. Và em thích niêm ngò ôm vậy đó. Ừ. Thơm. Ngò ôm mà ăn nó ngon lắm. Cái niêm hành lá nó không có ôm hết. Mất ra luôn. Củ khoai lang đẹp. Đẹp hơn củ tím nữa. Ừ. Mà hai màu lại hợp lại mới đẹp. Cái khoai lang này làm nhớ có mật trong. Thì bữa mua khoai lang này nấu chè chứ. Ừ. Chè khoai lang hả? Chè khoai lang. Khoai lang dẻo đó. Khoai lang dẻo nha. Mình trộn bột vô. Trộn cái mình mẹ thấy nó đăng lên một tô chè mà mấy màu đó mẹ thèm muốn chết. Cái màu này mà làm chè trôi nước chắc đẹp chứ lắm à. Màu này nó như của cà rốt. Dặm ra cái mình làm màu vàng. Màu này màu gì? Màu cam hả? Màu cam cam. Cà rốt mà này là cà rốt. Bữa cơm trưa hôm nay thì gia đình cũng đã làm xong rồi. Xin mời cả nhà dùng cơm chúng gia đình mình luôn nha. Cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn. Con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con mời ông ngoại, mời ba mẹ, mời mở Út, mời ông ăn cơm. Mời xong lo luôn á. Con mời ông bà cô chú dùng cơm với con. Đúng à. Đâu nhiều hơn nhiêu hả? Có 7 người. Rồi thì con mời đi. 7 người. Ông ngoại, bà ngoại, ba mẹ, Út mà Út, chứ hai. Ừ. Rồi. Được rồi. Ông mời ông bà cô chú dùng cơm với con. Con mời ông bà ngoại, con mời ba mẹ, con mời Út dùng cơm với con. Con mời mẹ Út dùng cơm với con. Rồi em mời Út dùng cơm. Dạ con. Tôm, tôm thịt đó. Ăn con em mày. Này chắc ngượng con quá. Gót chua quá gì. Con đi. Củ khoai này ngọt em ơi, hồi mua khoai này ăn em ạ. À. Nãy mua khoai này nay có 2 phái rồi. Ngọt ha. Cái nhỏ mà nó cũng thịt không. Xếp này để hồi người ta mua hết á. Cháu thấy xe bự rồi. Bự nhưng mà cái này cũng còn một đống gì. Cũng còn gọn rất nhiều. Cái chừng nát xa xuống hết luôn. Cái nâu này, cái nâu mùa giờ nó mà lớn. Yeah. Cái nâu này, cái nâu sông nữa cha. Đã đặt với cái chàng hãng gió rồi. Cái sông cá đầu mùa giờ mới lớn lớn luôn. Dạ. Rớt hột mưa. Đắng gì mình rớt hột mưa. Dùng lỗ ngón dùng mua mà. Ừ, lỗ ngón dùng mua hả? Tới miếng thịt bé cũng bị dính cho mũ nữa. Thịt giá, thịt cá. Rồi đó, múc ăn đi. Khoai lang ngọt. Khoai lang nhìn cái màu là biết ngon rồi. Khoai lang mật cái gì em? Khoai lang là bột nhiều lắm. Không biết khoai lang gì. Khoai lang mật hả mẹ? Ừ. Khoai lang ngọt quá tính là mật. Cái này mình gọt cái em nào nấu cơm cái mình bỏ vô hấp cơm. Khúc ăn ngon. Hấp nó ngọt á. Ừ. Này nhớ là lúc đầu khoai lang củ vành ở dưới dốc cầu. Đào bự nhưng mà ăn không được, nó bị sượng nữa. Ừ. Bị sụn của mình chậm lâu quá là để lâu quá củ tốt rồi quá ứa rồi bị sụn rồi. Quá bự luôn, một củ 1 ký mấy 2 ký nữa. Củ để ăn gỗ. Quá trời ngon. Con nói lớn lên ông bà cô chú mới nghe. Nó nhỏ con mà cô chú đâu có nghe con nói đâu. Nói Út con cho bà cô chú nghe. Nói cho bà cô chú nghe chứ. Ngon quá ông bà cô chú. Ngon quá ông bà cô chú. Kêu mẹ giả cá rồi, cá béo quá hết. Cá nâu béo. Cá mà kèm thêm miếng da cũng chịu. Cá mà kèm thêm miếng da mới chịu hả? Cái nâu nó xương mà nó cũng dễ thương hơn lừa xương. Nó chỉ có cái xương con bự thôi. Mà nó dễ hơn cái gô mình. Còn à xương. Ừ, dễ vậy. Còn mấy cái xương kia là chịu nó dính vô cái gai ở trên đó. Ừ, nó chơi cái bụng béo rồi. Hết chuyện cái này đoạn da đâu anh trời. Kìa da nó đen đen quá. Dạ nó đen đen. Ốm cho cái ăn đồ có bé béo tỷ đồ đó là mê. Rồi múc cái này cá này múc bớt vừa mẹ vậy. Nhỏ này thì ăn nó hơi cực lừa xương xíu. Vậy chứ nó cũng ngon hơn mấy cá khác. Nó nhỏ vậy chứ nó ngon. Ngoại. Lát này ngon. Lát ngon hả? Rồi con ăn đi ngon, con ăn nhiều vô. Ngon thì nó mới ăn ngon rồi. Ừ. Ăn nhiều vô có mau lắm. Ngồi qua chứ nói em ngát nhiều rồi. Cực lắm. Con nhớ ai vậy? Chứ nhớ về mà. 1m76. Thôi à. Trời dữ à. Thôi à. Lộn 1m16. 1m06. 1m06. Lẻ xéo. Ăn đi. Con 1m lẻ xéo luôn á. Lẻ xéo cái chuyện mà cũng ăn đi. Cũng tập trung chuyên môn vô chứ. Mất cơm chứ. Chan nước cá kho. Dừa thôi con. Cho nó canh kìa. Cho nó canh màu đẹp quá rồi Quốc. Không biết đâu. Mê kho không à, ăn cá gì cũng mê. Chan nước kho chứ cho nó canh không chịu. Canh thơm. Ăn gì mà nóng nữa mất cái đó. Cái gì? Ừ. Rồi mưa làm hết. Ra ăn thêm đồ nóng nữa nhức cái nách. Trời. Trời mưa mát ăn thêm đồ nóng nữa nhức cái nách. Biết hết trơn rồi. Trời này chắc mưa may chứ không phải là mưa luôn. Rồi bên kia trồng xanh. Vừa mưa vừa nắng luôn. Ừ, vừa mưa nắng đi ra ngoài là bệnh nhất đó. Rồi ăn đi con. Cái này mưa nắng mưa gì? Mưa gì ốm? Mưa khục. Hỏi hoài ăn đi. Quá trời cái chén Phúc ngon rồi đó nghe, cá thịt không luôn đó. Ăn xương bên đây ăn xương không? Ăn có người vẽ thôi. Ăn có người vẽ gì quá im luôn rồi còn gì nữa. Tập trung ăn xương. Bữa nay con ăn 2 chén cho ông mà cô chú khen con giỏi rồi. Ăn ông nội. Ông nội vậy chén rưỡi. Rồi ăn lên đây. Chén rưỡi ông nội luôn. Vậy hết chén này đi. Vậy hết chén này. Ăn hết chén đi. Rồi ăn đi con. Cũng được. Mình sao bỏ ghế vậy? Bỏ hết cá rồi. Mẹ hồi nãy thế. Gấp nguyên con đi. Gấp nguyên con. Nói là nguyên con chứ không vẽ được. Vẽ không được nhiêu vậy. Tiêu à. Tiêu. Ăn tiêu được mà. Ăn ớt cay được mà. Bữa dưới luôn còn cũng bự luôn. Bữa dưới luôn còn lên. Dạ. Cái này cũng có luôn. Cái này cá sông á. Dạ. Đặt mấy cái gió ra ngoài sông. Mưa là sáng đi trên lộ là ta để cá bán nhóc luôn. Lốt rồi tép xong rồi nhé. Nhà người ta nổi rồi nữa. Nhà người ta đặt chuyên môn hoài luôn á thì người ta có nhiều ta cũng đem ra bán hết trơn. Dạ. Ta đâu để ăn. Ăn hoài thì người ta có hoài chứ ăn hoài ta ngán, ta bán hết. Vô. Như chưa nữa. Và múc cơm thôi. Đắp làm gì Phúc? Đắp mặt. Khoái không béo? Dạ. Dạ. Dạ nữa. Không có dạ. Cá cái là gì đó vậy? Này có con cá lạ lạ, cá gì vậy ta? Cá trắng. Cá trắng hả? Để rau tôi coi. Cá này ít xương rồi đấy, nên gấp cá này là ăn thật. Con cái làm cá nào? Dẻo ta. Nhưng mà cái món đẹp thôi. Thôi. Nước mắm thôi rồi. Ta cho cái này nó. Con mấy con. Qua hết thì gấp cho bà con. Dạ. Hết cơm. Ba, bạn nhớ đi với nghĩa viên cho con nha. Ừ. Chừa riêng cho con á. Dạ. Tại vì cũng gần hết rồi. Dạ. Ba với hai chưa hết rồi. Ừ. Ba ăn cái gì vậy? Ngủ khoai, khoai không? Dạ. Tưởng đâu thịt mỡ. Tưởng là thịt mỡ. Nè. Tớp mỡ nè không? Dạ. Ăn thử miếng này. Dạ. Ở dưới ăn gọn. Cá này cũng béo như cá hổm nha. Cá hổm nó bự hơn, nó hơi mỡ rồi, nó ăn nhiều hơn xíu. Ăn cũng béo, bự mất tiền ăn thôi. Cái đó nhỏ này ăn được, ăn vừa. Bự quá ăn con, rồi nhỏ ăn chảo. Bự